Em xin làm phiền mọi người một tí xíu nha. Đây là thức ăn nè, còn đây là thuốc tím. Đây là vi sinh. Thì hiện tại bây giờ em đang cung cấp 3 dòng sản phẩm này. Nếu mà anh chị em cô chú nào mình có nhu cầu á thì có thể liên hệ với lại nhân qua số Zalo trên màn hình nha. Mình xin chào tất cả anh chị em cô chú đang xem video của mình nha. Tiếp tục với lại cái chương trình thanh lý cá, thì hồi nãy mình có chia sẻ một cái video thanh lý em cá cọp hiệu Sori. Có rất là nhiều anh chị em cô chú nhắn tin hỏi mình là có thanh lý cá cô hơi cô hay không để bổ sung giúp cho cái hồ của anh chị em cô chú nó sinh động hơn. Để đáp ứng yêu cầu của mọi người thì trong video này mình giới thiệu với lại mọi người, đây là một em cá cô hơi cô nha. Cá này của mình là thuần F1 nha mọi người, đã dưỡng khỏe mạnh rồi, ăn trên tay múc tay rồi. Size của mình là 50. Thì hiện tại bây giờ chủ hồ người ta đang thanh lý em Kohaku này với cái giá là 1.800.000. Thì giống như em cọp hồi nãy thôi, anh em ở những cái tỉnh miền Tây mình sẽ được miễn phí ship, những cái tỉnh khác thì mình sẽ được hỗ trợ 50% ship nha. Nếu mà anh chị em cô chú nào ở nhà hiện tại bây giờ cá trong hồ của mình thiếu Kohaku, mọi người muốn bổ sung thêm Kohaku để giúp cho hồ của mình sinh động hơn, đủ màu sắc hơn, thì anh chị em cô chú cứ liên hệ với lại nhân qua số Zalo trên màn hình nha. Mình khẳng định lại một lần nữa là mọi người nhắn Zalo cho nhân thôi, đừng có gọi nha anh em, gọi không có được đâu nha mọi người. Mình xin phép kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại mọi người trong một video gần nhất. Mình chia sẻ những cái mẫu hồ mới, những cách làm lọc mới lên kênh để cùng như là mọi người tham khảo nha.